Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá, phân tích về thị trường cũng như đi qua về một số những mã cổ phiếu, từ đó giúp anh chị mình có thêm góc nhìn về thị trường để có thể đầu tư tốt hơn. Anh chị hiện tại đang xem video có thể là bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là Zalo, số điện thoại. Nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong group khách hàng có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là kết bạn Zalo với lại trợ lý của em thì em sẽ hỗ trợ mọi người trong quá trình mà anh chị đầu tư. Cảm ơn chị rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích một tí về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1.354,63 điểm, tương đương với mức tăng là 1,13%. Có thể nói cái việc mà tối ngày hôm qua thị trường chứng khoán thế giới điều chỉnh mạnh đã không gây ảnh hưởng nhiều tới thị trường Việt Nam chúng ta sáng ngày hôm nay, và ngay lập tức từ đầu phiên thị trường cũng đã mở gáp tăng và bứt phá và duy trì mức đóng cửa gần như là cao nhất ngày ở trong phiên ngày hôm nay với 238 mã tăng so với lại là 153 mã giảm. Thì cái điểm nhấn ngày hôm nay lớn nhất đó chính là việc dòng tiền, thực ra không phải là dòng tiền mà cái nhịp là nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, tức là nhóm tài chính bật tăng trở lại sau những nhịp giảm điểm mạnh trước đó. Thì cái việc mà thị trường cũng như là các cái mã cổ phiếu này nè nó bật lại với cái thanh khoản duy trì ở mức tương đối thấp thì nó cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa. Thì một tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn vấn đề này. Tiêu biểu ngày hôm nay S4B này tăng điểm tương đối tốt nhưng mà thanh khoản thì đa phần duy trì ở mức thấp. Thì thực ra nó cũng không phải là xấu, bởi vì thực tế là sau một cái giai đoạn rơi như thế này thì chắc chắn cái dòng tiền khi mà nó bắt á thì cũng chưa có vào một cách là mạnh mẽ được. Nhưng mà cái điểm quan trọng là gì, là cho thấy được là có cái độ đàn hồi. Tức là cái cổ phiếu trước đó như em nói với anh chị, sau những cái nhịp rơi xuống thì hầu như cái cổ phiếu này không có cái độ đàn hồi. Anh chị để ý nè, cái giai đoạn mà thị trường tốt á, lúc nào những cổ phiếu ngân hàng cũng là những cổ phiếu mà có cái độ đàn hồi tốt á. Ví dụ như em nói là khi mà rơi xuống một cây thì ngày hôm sau bật lại sẽ bật rất là nhanh, tức là khi mà thị trường diễn biến xấu á, đây bật lại rất là nhanh, ít nhất là khoảng từ 4-5%. Nhưng mà kể từ sau khi mà thị trường nó xuất hiện những cái đà bán và cái nhóm ngân hàng nó tạo đỉnh từ thời điểm là quý 1 năm nay, khi mà bị ảnh hưởng bởi vấn đề về lợi nhuận cũng như là về dịch bệnh đó, thì chị thấy là kể từ sau đó những cái nhịp mà nó giảm xuống này nó cũng có đàn hồi này, nhưng mà dần dần chị thấy là gì, cái độ đàn hồi là không còn nữa ở phía sau này, sau những cái đà rơi mạnh của nó. Thì thường là những cái nhịp đàn hồi nó xuất phát từ câu chuyện là do cạn cung. Cạn cung ở đây một phần đến từ những nhà đầu tư muốn bán thì người ta đã bán ở những nhịp trước đó rồi. Thì những người còn nắm giữ ở đây là những người hiện tại là họ gì, họ vẫn đang muốn nắm giữ tiếp, tức là họ không muốn bán ở cái vùng giá này. Và những cái nhịp bật lên thế này là những cái nhịp để kiểm tra lại xem là cái lượng cung ở phía trên này nó còn nhiều hay không, nó còn nhiều hay không. Đó là một tín hiệu tương đối tốt, nhưng mà thông thường thì những cái nhịp bật như thế này á, ở trong phiên một bật lên một phiên thế này thì ở giai đoạn sau đó nó cũng sẽ có nhịp test lại, có thể nó sẽ không test lại cái vùng đáy cũ luôn, nhưng mà nó có thể test lại ở trong vài phiên nếu mà nó vẫn duy trì được cái áp lực bán thấp với khối lượng thấp, thì khi đó nó cũng sẽ là tín hiệu tốt. Lấy ví dụ như là cái vùng ở đây nè, cái nhịp ở đây tương tự, nó cũng bật được một cây nhưng mà khối lượng rất là thấp anh chị không, bởi vì các bạn trước đó là một nhịp rơi mạnh mà thì rất là khó để có thể bật lên khối lượng cao, do dòng tiền nó cũng đâu có dám vào đâu, dòng tiền giai đoạn này rất là e ngại. Thanh khoản ngày hôm nay thị trường toàn thị trường khoảng cái 19.000 tỷ thôi, trong đó VN30 chỉ có 8.000 tỷ thôi, tức là vẫn chiếm một cái tỷ trọng thấp so với lại là nhóm mid cap và là nhóm small cap. Nên về cơ bản thì dòng tiền thực tế là vẫn chưa quay lại với nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán, nhưng mà nó là một cái dấu hiệu cho mình thấy được là nhóm này bắt đầu có sự quan tâm, tức là bắt đầu được cái sự quan tâm của dòng tiền khi mà nó bật lên, nó nảy lên khá là tốt ở trong phiên ngày hôm nay. Rồi đó là về nhìn chung tổng quan thị trường là như thế. Còn ở trong VN30 thì mình nhìn sơ qua thì có một số những cái cổ phiếu, ví dụ như về nhóm ngân hàng là nhóm tiêu biểu rồi, ta có STB, bên cạnh đó là nhóm chứng khoán nữa, là về nhóm tài chính á. Thì về bản chất là nhóm chứng khoán này trước đó cũng đã gãy nền, thì bây giờ nó bật trở lại thì mình sẽ theo dõi cái quá trình mà nó test lại cái vùng nền đó. Nhưng mà theo cá nhân em thì thông thường những cổ phiếu mà nó đánh nền dài ở phía trên kèm khối lượng cao á, thì cái việc quay về nền á, cái độ khả thi là tương đối thấp. Cái độ khả thi là tương đối thấp. Và cái nhóm chứng khoán nó khác nhóm ngân hàng ở chỗ á, là nhóm chứng khoán thì thực tế là gì, là nó cũng đã chưa có đi chiết khấu quá nhiều từ cái thời điểm mà nó tạo đỉnh ở đây. Còn nhóm ngân hàng thì đa phần đã chiết khấu từ 20-30% rồi, nên cái tiềm năng, tức là cái dư địa nhóm ngân hàng đôi khi nó sẽ nhiều hơn. Còn về nhóm chứng khoán thì câu chuyện của nó chính vẫn là câu chuyện mà nó ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì cái tiềm năng tăng trưởng của nó thì nó cũng được phản ánh vào giá ở trong giai đoạn vừa rồi rồi, thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào kết quả kinh doanh ở trong quý 3 và quý 4 sắp tới. Quý 3 thì em nghĩ khả năng vẫn duy trì ở mức tương đối thôi, không thể nào đột biến được rồi, nhưng mà nó vẫn là một trong những cái tiền đề, có thể là họ sẽ bắt đầu có những câu chuyện riêng, thì một tí nữa mình sẽ nói sâu hơn khi mà mình nói về từng cổ phiếu ha. Bên cạnh đó thì có nhiều cổ phiếu như bất động sản cũng tăng tương đối tốt này, ngày nay có Novaland, Vinhome, một số những cổ phiếu khác ở khu công nghiệp, hay là một số cổ phiếu như là NTL cũng tăng điểm rất là tốt ở nhóm mid cap. Hay là về chiều giảm điểm thì ngày hôm nay là những cổ phiếu ví dụ như là bán lẻ thì sau một cái đoạn tăng tốt trước đó thì bây giờ nó bị chốt ngược trở lại thôi, thì ra đây là dấu hiệu mà chuyển dịch dòng tiền bình thường thôi. Tức là em lấy ví dụ như giai đoạn vừa rồi những cổ phiếu phân bón nó tăng tốt đi, thì bây giờ ngày hôm nay người ta nhận ra là bây giờ phân bón nó tăng mạnh rồi thì bây giờ chốt lời phân bón,
để chuyển sang mua ngân hàng thôi, hay là chuyển sang mua chứng khoán thôi. Tức là đó là một dấu hiệu của sự chuyển dịch dòng tiền ở một số những cái nhà đầu tư cá nhân. Nhưng chị thấy là ngày hôm nay những nhóm cổ phiếu tăng tốt, ví dụ có thể bị chỉnh cái đà tăng lại, bị chỉnh cái đà tăng lại khi gặp cáp được chốt lời, vân vân. Đó là một số những yếu tố mà cho thấy được là giai đoạn này cái dòng tiền thực tế nó vẫn còn nằm ở trong thị trường, nhưng mà nó không dồi dào giai đoạn trước đó thôi. Nhưng mà cái dòng tiền nó sẽ không mang yếu tố là ổn định, bởi vì nó không có một cái dòng dẫn dắt nào hết. Chị nhớ nếu mà giai đoạn trước đó khi mà thị trường ta tăng từ thời điểm mà tăng từ 1.200 lên 1.400 hay là tăng từ 900 lên 1.200 thì lúc nào cũng luôn luôn có một cái nhóm là nhóm tài chính, hay là những cái nhóm mà được hưởng lợi trực tiếp từ cái vấn đề về bơm tiền hay là từ cái vấn đề là nới lỏng của nhà nước, của ngân hàng trung ương. Nhưng mà giai đoạn này thì hầu như cái dòng tiền nó không tập trung nhiều vào nhóm đó nữa, mà dòng tiền nó chỉ tập trung chính chủ yếu là vào những cái nhóm cổ phiếu mà về sản xuất hay là về những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi có yếu tố thông tin hỗ trợ thôi. Vì bây giờ thì đa phần nhà đầu tư rất là nhạy với thông tin. Nhưng anh chị thấy là hầu như bây giờ chỉ cần một cái biến động nào đó hay là một cái thông tin nào đó đến từ châu Âu hay là đến từ Mỹ, đến từ Trung Quốc v.v. nó đều có tác động tới Việt Nam. Em lấy ví dụ là giai đoạn vừa rồi ở châu Âu cái giá giấy tăng rất là mạnh, tăng khoảng hơn, tăng kỷ lục so với giai đoạn trước đó. Thì ngày hôm nay những cổ phiếu nhóm ngành giấy cũng tăng rất là tốt, ví dụ DHC, HAB v.v. Nhiều, rất là nhiều cổ phiếu. Nhìn chung thì nó cho thấy được là Việt Nam mình nó đang phản ứng theo các cái thông tin thế giới rất là nhiều. Phải rất là nhiều theo các thông tin đó thì nó cũng sẽ có lợi và cũng sẽ có hại. Bởi vì về cơ bản là khi mà có lợi là gì, có lợi là tức là cho thấy được là dòng tiền nó vẫn nhảy, dòng tiền nó vẫn chịu tham gia chứ không đứng ngoài. Nhưng mà cái hại của nó là gì, là nó sẽ khó ổn định được nếu mà chúng ta cứ tiếp tục thế này. Về cơ bản là nếu mà thị trường nó đi ngang hay là thị trường nó sideways ở trong một cái biên độ hẹp, cái cổ phiếu nó cứ luân phiên với nhau, nhưng mà cho tới một thời điểm nào đó thì nó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng là bị over value. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mid cap nó cứ tăng với nhau hoài như vậy, hay là small cap cứ tăng hoài như vậy, thì nó sẽ dẫn tới cái hiện tượng là các cổ phiếu đã đạt cái trạng thái là giá trị của nó, cái thị giá cao so với giá trị của doanh nghiệp. Thì về các bạn bây giờ cũng rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cổ phiếu bắt đầu có cái hiện tượng là gì? Chủ doanh nghiệp hay là về cái hoạt động là về phát hành cổ phiếu thêm á, phát hành cổ phiếu thưởng á. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là doanh nghiệp họ đánh giá là cổ phiếu của họ đã ở mức trạng thái là gì, là tương đối cân bằng so với thị giá, thậm chí là cao so với thị giá rồi. Còn cái hình tượng mà thì anh chị thường thấy là trong quá trình mà thị trường rơi á, là hình tượng là mua cổ phiếu quỹ, tức là cái hoạt động mua cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp. Thì đó cũng là một cái tín hiệu mà doanh nghiệp họ muốn báo cho nhà đầu tư biết là giá cổ phiếu của tôi đang rẻ, giá cổ phiếu của tôi đã rất là rẻ và anh chị có thể mua vào đi, vân vân. Như vậy thì đó cũng là những cách mà cho thấy được là cái hành động quản trị của công ty, mình biết được là giai đoạn này cũng có đa phần rất là nhiều một số những cổ phiếu nó đã chạm về cái value của nó rồi. Thì với cái việc mà dòng tiền phân hóa thế này thì khi mà cơ cấu danh mục, anh chị cũng sẽ quan tâm nhiều hơn tới cái yếu tố dòng tiền. Mình xem là cái nhóm cổ phiếu của mình, cái mã cổ phiếu danh mục của mình hiện tại về xu hướng là như thế nào. Lấy ví dụ hiện tại nhiều cổ phiếu được đánh giá là hưởng lợi sau khi mở cửa lại, ví dụ như về thủy sản, về khu công nghiệp, hay là về những doanh nghiệp được hưởng lợi từ giá, về giá nguyên vật liệu, ví dụ như là về thép, về phân bón, về dầu khí vân vân, hay là về cuộc khủng hoảng năng lượng vân vân. Những cái đó đều nó tác động vào những cái nhóm cổ phiếu này. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn về câu chuyện là nếu mà cái cuộc khủng hoảng năng lượng nó kéo dài, nếu mà giá thành của các cái doanh nghiệp, tức là những cái giá nguyên vật liệu đầu vào nó tăng quá nhanh đi, thì chắc chắn cái vấn đề lạm phát sẽ gì, sẽ tăng rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá thành mà các doanh nghiệp họ bán buộc phải tăng lên để cân bằng lại với cái chi phí, để bù đắp cái phần chi phí mà tăng thêm. Nên đó là một trong những cái hệ lụy mà khiến cho thị trường chứng khoán thế giới gần đây nó đang khá là chao đảo. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều thông tin tiêu cực nữa. Nên đó cũng là cái mà chúng ta sẽ cần chú trọng nhiều hơn ở giai đoạn này. Rồi đó là mình nói tổng quan về thị trường và mình nhìn cái nến ngày hôm nay của VN Index. VN chúng ta đóng cửa mức là 1.354,63 điểm, cũng như là cao nhất ngày luôn, được kế vào phiên ATC. Và cái điểm tích cực ngày hôm nay là duy trì được cái mức đóng cửa trên 1.350 đây. Em nói chị nhớ cái vùng nền mà ngày hôm trước chúng ta nói là cái vùng biên dưới này là 1.333, biên trên là tầm 1.352. Thì nó sau một cái thời gian mà nó giằng co ở cái vùng này nè. Đây là thời điểm mà em nói là gì, cái vùng cái lực cầu ở đây tốt á. Ví dụ ngày hôm trước ở trong room thì cũng có chia sẻ cái này đây, khoảng 10 giờ ngày hôm qua khi mà thị trường nó đang nằm ở đây nè, khi mà nằm ở cái vùng này, khi mà em thấy được là cái áp lực bán, tức là cái khối lượng bán rất là lớn, cái lực bán ra lớn nhưng mà giá cổ phiếu lại không có bị ảnh hưởng gì hết, tức là về cơ bản là gì, chỉ số không bị ảnh hưởng đó. Thì em có nhắn trong cái thằng của em về câu chuyện là gì, ở đây em nói là một cái mốc là 1.335 đang giữ tốt, cho thấy cái lực bán ra là có, nhưng mà lực cầu đối ứng hấp thụ lại là vẫn rất là mạnh. Nhìn chung là việc bán tháo của các yếu tố, các cái cổ phiếu do cái yếu tố là chứng khoán thế giới thì cũng không phải là xấu. Thì quan trọng là gì, đây quan trọng nhất vẫn là câu chuyện là cái dòng dẫn dắt nó quay trở lại hay không. Vậy như em vừa giải thích cho anh chị rồi, nếu thị trường nó cứ sideways, nó cứ lình xình như thế thì cho dù nó có tăng tới một thời điểm nào đó thì nó cũng sẽ bị gì, nó cũng sẽ bị gãy ngưu trở lại. Khi mà cái dòng tiền đầu cơ nó đẩy giá lên cao, thì buộc khi mà cái giá nó chạm cái ngưỡng value của nó thì chắc chắn cái giai đoạn sau nó sẽ bán tháo, vì ai cũng có lãi hết. Hay tới một thời điểm nào đó cái người cuối cùng hay là cái giai đoạn sau này thì cái lực bán tháo sẽ diễn ra khi mà ai cũng có lãi và người ta sẽ bán bất chấp.
À, và những người mua giá càng cao thì cái thiệt hại sẽ càng cao hơn. Thế nên câu chuyện để thị trường đi xa và lâu dài hơn chắc chắn là phải có sự tham gia từ nhóm cổ phiếu. À, ví dụ như là về à, có thể là ngân hàng, không phải là ngân hàng thì có thể là bất động sản hay là về chứng khoán, mà nó cũng phải cần một cái nhóm dẫn dắt để kéo cái dòng tiền vào. Nên giai đoạn vừa qua thì nhóm thép đang làm vai trò rất là tốt, khi mà nhóm thép là nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ cái câu chuyện là giá thép đang tăng. À, HRC cũng đang tăng rất là mạnh ở cái thị trường Bắc Mỹ hay là thị trường châu Âu. Đây, quan trọng nhất là bank có làm nên chuyện sau này hay không. Đó, thì chúng ta sẽ theo dõi khả năng ở đây sẽ có bật lên. Khả năng có bật lại qua đây là cao. Và em cũng nói luôn là cái phản ứng của nó quanh cái vùng là tầm 1.335 là tốt. Thì với cái việc mà nó phản ứng tốt thế này, nó bật lên lại tầm 1.340. Thì với cái việc mà phản ứng tốt thế này thì nó phải lên luôn, công phá luôn 1.350 và 1.360, chứ không nên quay đầu lại nữa. Bởi vì cái này là em nói với chị rồi đúng không? Tức là nếu mà khi mà chị tham gia một cái giai đoạn nào đó cổ phiếu á, mà anh chị thấy đặc biệt là phái sinh á, thì chị thấy được là nếu mà chỉ số nó giữ quá lâu ở cái vùng kháng cự thì cái xác suất mà cái vùng kháng cự bị đánh thủng là rất cao. Và ngược lại, anh nếu mà chỉ số nó giữ quá lâu ở một cái vùng hỗ trợ thì xác suất mà gì nó thủng cái vùng hỗ trợ đó rất cao. Thì về các bạn, nếu mà nó giữ giá cho anh chị mua, giống như ngân hàng đâu vừa rồi, à, nếu mà họ cố tình giữ giá cho anh chị mua ở đó thì khác gì bây giờ kéo lên là cho nhà đầu tư nhỏ, à, nhỏ lẻ là tiền đúng không? Nhưng mà anh chị biết là thị trường luôn luôn sẽ có những cái gì, à, những cái bộ mặt ở phía sau. À, chúng ta giả định là có những cái nhà đầu tư tổ chức lớn, họ là những người luôn luôn mua được cổ phiếu với giá tốt, à, và họ sẽ bán được với giá cao, vân vân như thế. Thì cái câu chuyện là họ là người có lãi, chắc chắn là nhà đầu tư cá nhân là những người thường bị lỗ. Thì bây giờ nếu mà họ kéo lên cho tiền nhà đầu tư thì ai là những người lỗ đó? À, họ buộc mua giá cao hơn, à, cho nhà đầu tư chốt lại thì ai là những người mua lại cái lượng hàng của họ? À, nên về các bạn đó cũng là cái mà chúng ta sẽ nên nhìn nhận nhiều hơn. Đó. Và khi mà anh chị thấy được về yếu tố tâm lý thôi, khi mà họ giữ giá lâu như vậy và sau đó điều chỉnh xuống, à, thì đó cũng là cái để anh chị biết được là anh chị sẽ không nên mua ở những cái vùng nền như thế, và anh chị sẽ canh những cái nhịp đổ xuống để anh chị mua. À, đó cũng là một cách. À, nhìn chung thì chúng ta biết được như vậy để chúng ta thấy được cái tính chất của cung cầu ở giai đoạn này thôi. Còn ngày hôm nay đóng cửa được trên cái mức là 1.350 rồi, thì em kỳ vọng sắp tới vẫn là sẽ test lại cái mốc 1.360, có thể là trong phiên ngày mai test lại luôn. À, thì mình xem tối nay nếu mà không có những cái diễn biến quá xấu từ chứng khoán thế giới thì em nghĩ là với cái đà hiện tại này thì ngày mai có thể là đầu phiên lên đây test lại một cái lần nữa. Ấy, và chúng ta sẽ xem luôn là cái nhóm ngân hàng hay là nhóm chứng khoán, khi mà nhóm đó nó quay trở lại được các cái vùng nền ở phía trên, cái vùng nền mà nó gãy ngảm trước á, thì nó có duy trì được ở trên các cái vùng nền đó hay không. Đó. Thì tổng quan là như thế. Nhưng mình nói một tí về về phái sinh. À, phái sinh thì nó vẫn tiếp diễn thôi. À, ngày hôm qua cũng nói ở trong video về cái nhịp cao trào bán ở đây. Đây, bản chất thông thường sau những cái nhịp cao trào bán thì lợi thế luôn luôn nghiêng về cái gì, cái phe lo. Nó cũng tương tự như là cái giai đoạn trước đó khi mà xuất hiện nhịp cao trào mua thôi. Và khi anh chị đánh phái sinh đó, thì anh chị nên chú ý tới những nhịp cao trào, bởi vì về cơ bản những nhịp cao trào chính là những nhịp mà tạo lập phái sinh họ dùng để họ lợi dụng để họ gom những cái lượng long hay là gom những cái lượng short. À, thì khi đó mà có thể cảm nhận được, cũng như là khi mà chị theo dõi sát ở trong phiên hơn, à, thì chị sẽ biết được là ở trong ngắn hạn thôi. Thực ra phái sinh thì thường diễn biến trong ngày và 1-2 ngày thôi, nên đó là cái để cho anh chị biết được là chúng ta gì, à, có thể chuẩn bị tinh thần. À, ví dụ như là thị trường đang rơi thì em thấy là phái sinh họ gom lon thì em sẽ không có gì, à, không có bị tâm lý hoảng loạn bán tháo vân vân. À, nên đó cũng là cái mà anh chị có thể cân nhắc, à, để mình tham khảo thêm một cái kênh. Còn về cơ bản, cái việc giá cổ phiếu tăng hay giảm nó phụ thuộc nhiều vào giá trị doanh nghiệp, chứ nó không phụ thuộc vào phái sinh. Phái sinh chỉ là một công cụ quản trị rủi ro thôi. Đó là cái để người ta biết được, à, bây giờ trong ngắn hạn mình nên xử lý thế nào, à, những cái nhịp điều chỉnh thế này nó có bật lại hay không vân vân. À, rồi, à, nên theo cá nhân em thì hiện tại cái đà lon vẫn đang chiếm ưu thế, bởi vì ngày hôm nay vẫn chưa thấy cái nhịp cao trào bán lên hoặc cao trào mua lên, tức là cái nhịp tăng vẫn rất là nhẹ. À, tăng một cách rất là chậm rãi. Một cái điểm cần chú ý là hiện tại cái mức basic đang trên là rất là cao, là 7 điểm. Nó sẽ tương tự trước đó cái mức basic chúng ta là 10 điểm, tức là những cái giai đoạn 10 điểm á, thì chúng ta xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh đúng không? Thì basic ở mức cao thế này thì cũng đồng nghĩa với việc là sắp tới phái sinh phải chạy nhanh hoặc là cơ sở sẽ giảm mạnh. Nhưng mà thông thường thì basic mà âm 7 điểm á, thì khả năng cao là gì? Là cơ sở sẽ giảm. Còn basic mà dương 7 điểm á, thì khả năng cao là cơ sở sẽ tăng. Và đó chỉ là cái thông thường thôi, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là phái sinh sẽ chạm về cái vùng kháng cự trên này là tầm 1.455, 1.454 điểm. À, đây là cái vùng mà nó là tốn một thời gian rất dài. À, phái sinh nó sẽ có một cái tính gọi là tính hệ quả, tức là sao, tức là trước đó anh chị đã tốn rất là nhiều thời gian để xây nền đây đúng không, tức là nhiều lần nó chưa vượt qua được. À, thì với cái việc mà nó quay lại kênh này chắc chắn nó sẽ khó vượt qua được liền. À, không thể nào mà cứ kéo thẳng một phát lên là qua ngay. À, mà chắc chắn nó sẽ chững lại ở đây một thời gian dài. À, có thể là ở trong phiên ngày mai luôn, à, chỉnh lại đây và một vài phiên, hay là ở trong phiên ngày mai nó vận động trong cái vùng xa quay ở đây, à, để có thể là nó hấp thụ lại cái lượng cung quanh này cũng như là cái áp lực từ cái vùng kháng cự này, à, để từ đó nó tạo tiền đề cho cái đà tăng ở phía sau. Và nếu nó vượt được cái vùng kháng cự trên này thì nó sẽ tiếp tục công phá lên trên thôi. À, nhưng về cơ bản đây sẽ là vùng rung lắc mà chúng ta cần chú ý ở trong phiên ngày mai, là quanh cái vùng giá tầm là 1.453 điểm, 1.453 điểm. Rồi,
Thì sơ quan là phát sinh là như vậy, về tổng quan là như thế thôi. Hiện tại thì chứng khoán thế giới đang phản ứng khá là tốt, mặc dù là sáng ngày hôm nay thì nó phản ứng không tốt lắm, nhưng mà gì vào buổi chiều thì nó cũng đã hồi trở lại. Hiện tại thì Dow Jones đang xanh là khoảng hơn 100 điểm. Trong đó thì giảm mạnh nhất ngày hôm trước là có Nikkei, nhưng mà Nikkei hiện tại cũng đã lấy lại cũng đó khoảng gần hơn 1% rồi. Ví dụ buổi sáng em xem Nikkei giảm khoảng 1,5%, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng là 0,62% thôi. Thì nhìn chung là chứng khoán thế giới thì nó sẽ bị nhiều tác động bởi thông tin hơn, còn Việt Nam mình thì đôi khi nó sẽ gì phụ thuộc cái dòng tiền ở trong ngắn hạn hơn. Nhưng mà có một cái chia sẻ của em là những cái nhịp mà thế giới điều chỉnh á, thì anh chị đôi khi không cần quá lo lắng, bởi vì á, thực tế nếu mà thị trường thực sự tốt á, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Có thể là có những nhịp rung lắc ở trong ngắn hạn thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là anh chị phải hình dung là em giả dụ thôi, em giả dụ là các cổ phiếu họ có cái nhà tạo lập đi, họ có cái đội tạo lập phía sau hỗ trợ cho giá cổ phiếu, thì về cơ bản là những cái đội tạo lập họ cũng sẽ không biết được là Dow Jones xanh hay đỏ, họ không không biết được là Dow Jones xanh hay đỏ. Nếu mà tối ngày hôm đó Dow Jones giảm quá mạnh đi thì có thể là họ sẽ có nhịp điều chỉnh xuống, đúng không, để họ nương theo thị trường, họ nương theo cái dòng tiền thôi. Nhưng mà gì nhưng mà họ điều chỉnh xuống như vậy rồi, nhưng mà cái lượng hàng họ cầm vẫn còn nhiều, thì thường sau đó họ cũng sẽ có những nhịp bull lên thôi, thường thường chúng ta gọi là nhịp test đỉnh cũ á. Đó là do vì sao mà các cổ phiếu không thường nó sẽ không thể nào mà rơi thành chữ V, thường là nó sẽ có những nhịp gọi là những nhịp tạo đỉnh thứ hai vân vân. Thì những cái đó chính là những dấu hiệu để mình biết được là có thể là họ đang có thể kéo lên để tiếp tục ra cái lượng hàng mà họ đang có để họ nuôi theo thị trường. Bởi vì đôi khi họ cũng sẽ không kiểm soát được thị trường diễn biến thế nào đâu, đó gọi là rủi ro thị trường. Mà rủi ro thị trường là một cái mà chúng ta sẽ không kiểm soát được, nó xuất phát từ rất nhiều yếu tố, về vĩ mô, về vi mô, về những yếu tố thông tin vân vân. Thì đó là cái mà nhà đầu tư chắc chắn không kiểm tra được, rồi nên chúng ta sẽ nương theo cái đó, và chúng ta cũng sẽ gì theo dõi sát sao để chúng ta biết được cái tình trạng như thế nào, và chúng ta sẽ không bị hoảng loạn ở trong những phiên mà nó xuất hiện cái đợt bán như thế. Vì thường những phiên mà bán như thế thì theo kinh nghiệm của em thì nó thường nó sẽ bật lại thôi, thường sẽ bật lại thôi. Có thể là nó sẽ giảm trong một hai phiên giảm rất là mạnh đi, nhưng mà thường sau đó nó cũng sẽ bật lại. Có thể bật lại nó không mạnh bằng, nhưng mà các cổ phiếu đôi khi cái độ đàn hồi của nó, anh chị, cái độ đàn hồi nó bật rất là tốt. Ví dụ STB ngày hôm nay là một cổ phiếu cho thấy cái độ đàn hồi tốt nè. Nó đang hồi tốt hơn so với nhiều cổ phiếu khác ở trong cùng ngành, mặc dù là các cổ phiếu kia cũng giảm mạnh mà. Rồi đó là về thị trường á, về chia sẻ của em. Nhìn chung thì trước mắt thì hiện tại ở trong ngắn hạn thì dòng tiền nó vẫn chưa gọi là gì quay trở lại với nhóm ngân hàng, tức là cái nhóm dẫn dắt này vẫn chưa đóng vai trò được. Nhưng mà nó là một cái tiền đề để mình theo dõi xem là dòng tiền sau cái phiên ngày hôm nay này, hay là cái nhịp test sắp tới, ví dụ như là ở đây nè. Đấy, sau nhịp test sắp tới, ví dụ như là cái đoạn ở đây. Chúng ta lấy con STB lúc nãy đúng không? Mình thấy không? Sau cái đoạn này đấy, nó giảm rất là mạnh trước đó đúng không, nó bật là một cây, đây là độ đàn hồi là chị thấy không, bật được một cây 5%, thanh khoản thấp, nhưng mà sau đó chị thấy không, lực bán sẽ tiếp diễn một lần nữa, và chúng ta xem cái lực bán đó, cái nhịp bán đó có cái lượng cầu hấp thụ vào hay không. Đó chính là cơ hội để anh chị nắm bắt, để anh chị mua cái cổ phiếu này. Bởi vì đối với em thì nhóm ngân hàng là nhóm mà triển vọng 2022 là có, chỉ có vấn đề là như em nói là giữ giá cho người ta mua thì em không thích thôi. Và em kỳ vọng là sẽ có những nhịp chiết khấu, nhịp rũ xuống để mình tham gia. Thì bây giờ đang là nhịp chiết khấu đó, nhưng mà mình theo dõi cái quá trình về cái vấn đề về khối lượng. Cái vấn đề về khối lượng em kỳ vọng mà thanh khoản sẽ cải thiện được ở giai đoạn sau nha. Để chúng ta nói dài ra, chúng ta xem cái nhịp điều chỉnh xuống đúng không, mình để đây nè, thấy không, chị thấy lúc nào cái nhịp phục hồi lại cũng rất là nhanh, rất là mạnh, hồi 4% này, nên nó sẽ không thể nào bật lên được ngay, và khối lượng không thể nào mà cao ngay được, nên về cơ bản phiên ngày hôm nay thì nó cũng không phải là xấu. Tức là đôi khi anh chị thấy là thanh khoản thấp thì nó là xấu, nhưng mà thực tế thì nó là phản ứng cung cầu bình thường thôi, làm sao mà khối lượng nó lớn được khi mà cái lượng cầu đâu có dám vào đâu, và thậm chí là trước đó những phiên kia nó cũng đâu có cao đâu, nên về cái bản nó duy trì ở mức trung bình thôi. Nhưng mà quan trọng là cái giai đoạn sau đó nó phản ứng thế nào. Và trong kịch bản thông thường nó diễn ra là test lại hai đáy, còn nếu mà không test lại đáy thứ hai á, tức là bật lên một xíu rồi test lại đáy thứ hai, còn nếu mà không test lại đáy thứ hai thì sẽ xây nền là ở đây. Nhưng mà cái quá trình mà nó xây nền cũng rất là quan trọng để mình theo dõi cái diễn biến thế nào. Cũng như là mình sẽ kết hợp với cái yếu tố thị trường chung. Theo cá nhân em thì từ đây tới cái mùa kết quả kinh doanh quý 3 có thể là nó vẫn duy trì ở loanh quanh đây thôi, duy trì loanh quanh đây thôi, vì nó cũng sẽ còn khá là nhiều những cái người ta đang chờ đợi, nhà đầu tư đang chờ đợi nhiều. Nếu mà cái đợt nhưng mà thường á, lúc mà thông tin nó ra rồi á, những cái thông tin liên quan tới lợi nhuận mà nó ra rồi á, thì khi đó anh chị cũng sẽ cẩn trọng cái vấn đề là anh chị đu mua giá cao nha. Thường là em thấy rất là nhiều người chờ báo cáo ra để mua theo á, thì nó cũng sẽ dẫn tới cái hệ lụy nhiều. Thường thì báo cáo là cái mà chị rà soát được, anh chị sẽ sàng lọc qua được cái doanh nghiệp tốt, nhưng mà nó không phải là công cụ để anh chị chọn cổ phiếu để mua. Ê, mà nếu mà doanh nghiệp nó phản ứng tốt đi, nó có lợi nhuận tốt đi, thì anh chị xem là cái lợi nhuận nó có kéo dài được hay không. Nếu mà lợi nhuận nó kéo dài được thì anh chị có thể là nắm bắt mình tham gia giai đoạn sau cũng được. Đấy, nó thường em nhớ kinh nghiệm của em cũng như là theo những quá trình mà em theo dõi những cái đợt báo cáo là chính á, thì thường á cái mùa mà công bố báo cáo là chính á, thì nó sẽ có một cái nhịp chiết khấu, một cái nhịp rũ, rũ nhẹ thôi, đôi khi nó rũ không quá mạnh đâu. Nhưng mà cái nhịp rũ đó thứ nhất nó mang tính chất là gì, để cân bằng lại cung cầu cổ phiếu, cũng như là để theo dõi được cái quá trình vận động ở phía sau, cũng như là cái gì, tức là có thể là loại bỏ, có thể là gọi là loại bỏ, như anh chị nhà đầu tư cá nhân mà đeo bám vào thông tin á, thì khi mà họ loại bỏ như vậy rồi thì như anh chị mua giá cao chính là những người đã mua là cái lượng hàng của họ đúng không, thì họ bán ra được một cái cơ sở hàng, một cái cơ số hàng ở giá cao, sau đó họ cover lại với cái lượng hàng giá thấp hơn.
nên về cơ bản đó cũng là một cái mà chúng ta sẽ cần cẩn trọng. Và nhìn chung thì từ cái dòng tiền mà thường ở cái mùa báo cáo tài chính á, thì nó sẽ khá là loạn à, nhưng mà thường thì cái trước mùa thì khá là sôi động. Thực cá nhân em là như vậy, em xem lại thời điểm trước đó thì lúc nào cái mùa báo cáo tài chính là trước đó cũng rất là sôi động, thường khoảng đó tầm 1-2 tuần. Em nó sôi động ở chỗ là bắt đầu người ta dự đoán à, doanh nghiệp này tăng, doanh nghiệp kia tăng, lợi nhuận tăng hay không, vân vân. Đó là cái đặc điểm ở giai đoạn này. Và khi mà thị trường chưa có dòng dẫn dắt lại thì em nghĩ là cái việc mà chỉ số nó bứt lại cái mùa ở phía trên thì nó vẫn còn là thời gian, còn cái vấn đề thời gian à, cũng như là còn rất là nhiều khó khăn nếu mà cái dòng dẫn dắt thực tế nó vẫn cứ như thế. Hay những ngân hàng nó cứ bật như thế mà nó không lấy lại được cái khối lượng, nó không có những cái sự dẫn dắt ở phía sau, thì chỉ số dù có tăng lên chăng nữa thì nó cũng sẽ khó vượt qua được những cái vùng kháng cự lên quanh tầm 1360 mà nhiều lần chúng ta chưa vượt qua được. Rồi à, thì mình nói một xíu về các nhóm ngành à, thì nhìn chung thì đầu tiên là ngân hàng. Nhìn sâu ngân hàng thì ngày hôm nay đa phần đều vận động tốt thôi, dù Techcom ngày hôm nay bật lại với khối lượng rất là thấp, thấp hơn cả trung bình và thấp hơn phiên ngày hôm qua nữa. Thì tương tự như em nói thôi, nó không phải là, tức là nó là một cái hiện tượng bình thường của cung cầu à, để mình theo dõi cái quá trình mà test lại. Tức là những cái nhịp này mà yếu tố test cung mà, nó xem cung trên có nhiều hay không. Thì cái cung trên hiện tại của Techcom là quanh giá tầm 49.5. Thì có thể ngày mai sẽ test lại cái vùng đó, nhưng mà nếu mà những nhịp test lại ở phía sau này mà nó không lấy được hay nó chạm những cái vùng cản ở phía trên mà nó quay đầu ngược á, thì khi đó anh chị sẽ cân nhắc tới câu chuyện này mình chút là dần với các cổ phiếu này. Còn về cơ bản thì đã là vùng hỗ trợ rồi thì em nghĩ là mình sẽ follow được thôi, mình vẫn follow được cái vùng này. Áp lực bán ra thì nó cũng không phải là quá lớn, nhưng mà chỉ cái vấn đề là gì à, cái thanh khoản như thế này thì rất là khó đi xa được, thực tế là như vậy. Và với cái lượng nhà tôi cá nhân đeo bám thế này thì em nghĩ là ít nhất nó phải rủ thêm 1-2 lần nữa thì nó mới khỏe hơn được ở giai đoạn phía sau này à. Tiếp theo là với MB cũng như thế thôi, MB thì nó cũng bật lại tốt hơn cái vùng hỗ trợ trước đó mà chúng ta vẽ ra, thì đa phần ở đây là vùng hỗ trợ mà. Nhưng mà nhìn chung là mình đã nói rồi, cái việc mà bật lại ở đây thì nó cũng sẽ không đồng nghĩa với việc mà chị nên mua, mà nó quan trọng hơn là cái nhịp test lại phía sau đó à, cái nhịp test lại phía sau đó. Thì bây giờ thì nó bật lên lại thì anh chị nào mà nắm tỷ trọng lớn hay là margin lớn thì anh chị nên cân nhắc cái vấn đề về tỷ trọng margin nha. Margin là cái mà em đã nói với anh chị từ thời điểm trước đó rồi, thì anh chị sẽ cân đối được cái tỷ lệ margin đó khi mà các cổ phiếu nó quay lại bull lên trên test lại những cái đường EMA ở phía trên này à, nhưng mà lại không có sự đồng thuận từ khối lượng, hay là khi mà chạm những kênh trên là bị tán ngược trở lại rất là nhanh á, thì cái đó là cái mà anh chị phải cần chú ý à. Còn về cơ bản thì em nghĩ là đa phần ngày hôm nay đều bật lại thôi, chủ yếu là bật ít hay nhiều thôi em. Ví dụ như con Liên Việt đi, ngày hôm trước gãy nền đúng không, thì bây giờ nếu bật lại thì nó sẽ bật về nền đây, test về cái nền cũ này, đây là gọi là nhịp pullback đúng không à, thì khi mà nó quay về cái nền cũ này thì sẽ chịu một lực bán xuống. Lực bán xuống này là đến từ những người mà người ta còn gì à, người ta cầm hàng quanh cái vùng hỗ trợ này, vùng hỗ trợ tốt chứ nó vùng kháng cự sau. Thì khi mà nó quay lại đây thì nó sẽ chịu cái lực bán xuống, như mình xem theo dõi xem mà nó có gì, nó có quay đầu ngược bị test ngược lại hay không. Nếu bị test ngược thì nó sẽ hình thành cái đáy thứ hai à, quay về test đáy thứ hai. Đáy thứ hai có thể thấp hơn đáy đầu tiên à, nhưng mà cái đáy thứ hai này khối lượng phải giảm đi à, đó là cái quá trình mà chúng ta theo dõi cái diễn biến phía sau này. Nếu mà anh chị đang cầm full tiền hay là anh chị đang muốn bắt những cổ phiếu này thì mình theo dõi quá trình mà nó vận động test lại giai đoạn sau đó để mình cân nhắc mà giải ngân. Còn nếu mà hiện tại anh chị đã có hàng rồi thì nên cân nhắc có thể là gì, khi mà giá lên là những cái vùng cao trên này mà anh chị thấy là cái áp lực bán mà còn tương đối lớn á, thì chỉ có thể là chốt ra 1/2 để mình theo dõi giai đoạn phía sau đó để mình cân đối lại, khi mà giá cổ phiếu nó về là cái vùng cân bằng thì mình cover lại sau à. Tiếp theo là với nhiều cổ phiếu như là MB, VB này. VB thì giai đoạn sắp tới là ngày mai nhớ không nhầm là ngày mốt là ngày giao dịch không hưởng quyền. Thì thường thì trước ngày giao dịch không hưởng quyền, đặc biệt là trong bối cảnh này, thì nhà tôi rất là ngại, nhà tôi cực kỳ ngại nhận cổ phiếu bằng cổ tức. Thì đó là một cái hiện tượng khiến cho cái lực cung ở 2 ngày trước kia thì khá là mạnh à, bị nhà tôi người ta bán ra để người ta không nhận quyền đó. Nên nhìn chung em nghĩ là giai đoạn này thì VB nó về lại vùng hỗ trợ dưới này thôi à. Nhưng mà VB đoạn này thì anh chị cũng để ý cho em là cái thanh khoản này chị thấy không, cái sự khác biệt lớn nhất là thanh khoản thôi. Thanh khoản trước đó thì vẫn rất là cao, nhưng mà thanh khoản hiện tại chỉ khoảng là tầm vài triệu một ngày thôi, khoảng 4-5 triệu một ngày thôi, tức là người ta vẫn chưa quay trở lại. Thực tế là vẫn chưa có cái bàn tay xào nấu ở đây nhiều, vẫn có thôi nhưng mà không nhiều. Đó là cái mình theo dõi thêm. Vì về cơ bản thì với cái giai đoạn này thì em nghĩ là nhóm ngân hàng nó cũng sẽ cần cái gì, cần một cái thời gian nhất định à, tới cái thời điểm mà công bố cái là chính, hay là sau đó một thời gian nữa khoảng nửa tháng nữa thì nhóm này mới ổn định lại dần à, để mình theo dõi tốt giai đoạn phía sau thôi à. Tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác, ví dụ nhóm ngân hàng nhà nước, còn Vietcombank à, Vietcombank thì hiện tại chúng ta cũng chú ý cái vùng hỗ trợ dưới này lên quanh giá tầm là 93.94. Nếu mà có lên quanh cái vùng đó thì anh chị cân nhắc mình nhận được, bởi vì em nghĩ đó là vùng hỗ trợ rất là tốt của cổ phiếu rồi. Hay là chúng ta có gì à, chúng ta có những cổ phiếu như là công thương ngày hôm nay cũng bật lại, nhưng mà cái nến ngày hôm nay công thương thì hầu như rất bé so với cái nến ngày hôm qua à, cực kỳ bé so với cái nến ngày hôm qua, mặc dù là bật lại tốt cũng như là mở gap à, nhưng mà về cơ bản thì những cái nến sau đó sẽ quan trọng hơn với nhóm này. Nên những cái nhịp ở đây thì hầu như nếu mà xét về cái độ rủi ro khi bắt đáy thì nghĩ là cái độ rủi ro tương đối là cao, bởi vì thông thường khi bắt đáy hay là thông thường khi mà mua cái cổ phiếu này á, thì hoặc là chỉ bắt được cái nhịp hồi đi là chỉ ăn hồi T cộng là có, nhưng mà để nắm lâu dài á, thì chỉ cần theo dõi rất là nhiều ở giai đoạn phía sau này. Hầu như công thương thì năm trước cũng gãy nền rồi chị thấy không, đây
Nhưng mà gãy nền ngày hôm trước này thì có thể là giống tương tự của Liên Việt quay về pullback lại nền nó quanh tầm giá tầm 30. Bây giờ mình xem cái phở ở đó thế nào. Và hiện tại thì con công thương nó cũng đang quay về suốt. Còn nếu mà không giữ được cái vùng nền ở phía trên đó thì nó sẽ tiếp tục về là cái vùng nền dưới này là quanh giá tầm là 26.6, 26.5 hay 26.6. Hay là với BIDV thì nó khỏe một xíu khi mà gần đây thì dù thị trường có rung lắc thế nào, nhóm ngân hàng rung lắc thế nào cho nữa thì BIDV nó vẫn ở đây, nó vẫn ở dưới cái vùng nền này. Thì thực tế là nhìn chung thì nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái triển vọng sắp tới của doanh nghiệp hay là những câu chuyện phía sau. Đối với em thì BIDV là một cổ phiếu khá là yếu, nên nếu mà anh chị tham gia thì chị cũng nên cân nhắc cái tỷ trọng mà nó phù hợp cho anh chị nắm giữ lâu dài hơn, vì về cơ bản thì nó cũng sẽ rất là khó với cái cổ phiếu này. Tiếp theo là với ngân nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì mình nói sơ qua, ví dụ như mình nói về những cổ phiếu như là SI đi. Ngày hôm nay thì nhóm nhóm vốn hóa lớn nó cũng tăng rất là tốt khi mà nhiều cổ phiếu như SI ngày hôm nay cũng tăng hơn 4% hay gần 5%, thanh khoản thì ở mức trung bình thôi, không phải là đột biến. Và ngày hôm nay cũng mở gap ra này. Thì cái việc mà nếu mà những cổ phiếu chứng khoán này á mà nó quay về được cái vùng nền ở phía trên này, nhưng lấy ví dụ là vùng nền tầm 41.3, 41.4 đi, thì đó sẽ là một trong những cái quyền đó sẽ là một trong những cái tín hiệu rất là tốt cho nhóm chứng khoán, vì nó xuất hiện một cái nhịp cao trào như vậy thì khi đó sẽ ổn định hơn rất là nhiều. Còn giai đoạn phía sau này thì nhìn chung nói em là nhìn chung thì em nghĩ là cái nhóm này nó cũng sẽ lình xình thôi, nó cũng sẽ chưa bật lại ngay được trong bối cảnh mà hiện tại nó cũng không có yếu tố thông tin nào hỗ trợ hết. Doanh nghiệp là tăng vốn thì cũng đã tăng rồi, những doanh nghiệp liên quan tới câu chuyện về phát hành cổ tức vân vân, hay là những câu chuyện về bán cổ phiếu thưởng vân vân thì đã media ra rồi, thì em nghĩ nó cũng sẽ hơi khó cho cổ phiếu này. Còn về lợi nhuận thì để nói là quý 3 này tăng trưởng mạnh mẽ thì sẽ khó, tôi cũng sẽ có rất nhiều cái yếu tố khác nhau. Nhưng mà đó là cái mình theo dõi được thôi. Tiếp theo là với HCM cũng như vậy. HCM thì rơi sâu hơn một xíu, HCM thì yếu hơn SI hay là VND ở chỗ là gãy nền, ví dụ cái nền ở đây xây đúng không, cái nền là sao, cái nền là cái vùng giá mà nó liên tục chạm và chạm bị dội ngược về đi ở đây nè, test lại 2 lần, thậm chí lần thứ ba thấp hơn một xíu, cái đáy test lại 3 lần, và sau khi test lại 3 lần xong nó thủng xuống. Thì những cái cổ phiếu gãy nền thế này thì khả năng rất là cao khi mà nó bật lại mà khối lượng yếu, tức là ví dụ ngày mai đi bật lại mà khối lượng chúng ta gọi là cái no demand bar đó, tức là một cái nến mà khối lượng thấp, khối lượng cầu thấp á, thì khi đó cái độ rủi ro mà nó quay về test lại cái biên dưới là 46.000 khá là cao, nên mình theo dõi thêm game cái giai đoạn đó phía sau này. Tiếp theo là với nhiều cổ phiếu chứng khoán nhỏ khác, VSS ngày hôm nay bật rất là tốt này, VCI ngày hôm nay cũng bật lại tốt, thậm chí là đóng cửa mức giá trần. Thì nhìn chung là cái độ đàn hồi ngày hôm nay cho thấy được nhóm chứng khoán đang đang gọi là gì, đang gây được cái sự chú ý rồi. Còn bây giờ là về câu chuyện dùng tiền đó, xem làm sao để thu hút được cái dòng tiền ở giai đoạn phía sau này. Tiếp theo là với một số cổ phiếu ở nhóm ngành khác về bất động sản. Bất động sản thì mình nói sơ qua về VIT hay là Vinhome thì mình nó cũng nói nhiều rồi. VIT và Vinhome thì đa phần là đang giữ nền là ở phía dưới này, thì đây là một trong những cái cổ phiếu, hai cổ phiếu mà có cái nền tảng cơ bản cũng tương đối thôi. Nhưng mà được cái là gì, những cổ phiếu này mình tính điều tiết cao đấy, cái nó tác động nhiều với chỉ số, nên khi đó mình cũng sẽ cùng theo dõi thêm ở giai đoạn phía sau này. Với VIT theo em nghĩ thì cái vùng nền này cũng tương đối chắc chắn rồi, nhưng mà chỉ có vấn đề là thời gian thôi, tức là nếu mà anh chị nắm giữ cổ phiếu này lâu dài thì anh chị cũng sẽ nắm giữ, anh chị cũng sẽ cân nhắc tới câu chuyện này, nắm giữ gọi là chi phí cơ hội, tức là trong thời gian đó anh chị có thể tìm được cái gì đó vân vân. Thì đó cũng là một trong những yếu tố mà em đánh giá là gì, mình cần theo dõi thêm rồi. Chúng thì viết là như thế thôi, tức là Vinhome, Vinhome cũng như vậy. Vinhome thì ngày hôm nay bật lại tốt hơn nhưng mà thanh khoản thì vẫn chưa vào, nhưng mà trước mắt thì cái nhịp đáy thứ hai test là cái Vinhome khối lượng đã giảm đáng kể rồi. Nhưng mà để ý cái nhịp đầu tiên đã tạo đáy là cái khối lượng tầm 13 triệu cổ, tức là cái việc bán rất là lớn, nhưng mà giai đoạn phía sau này những nhịp test lại đáy thứ hai thứ ba thì nhịp khối lượng chỉ khoảng tầm chỉ còn đâu đó tầm khoảng là gì 5 triệu 4 3 đến 4 triệu thôi, thì nó cũng ở mức tương đối thấp, tương đối thấp so với ngành rồi. Tiếp theo là với nhiều cổ phiếu khác ở trong nhóm này, ví dụ ta có là gì DG thì hiện tại đang test lại biên dưới này, tương tự nhiều cổ phiếu khác thôi. Nếu mà cái nhịp gãy nền mà DG quay về được lại, quay về lại được nền đó, thì nó sẽ tạo tiền đề cho cái đà tăng rất là mạnh ở phía sau. Thì đó là một dấu hiệu để anh chị lưu ý với các cổ phiếu này nhé. Những gì mà đánh rũ xuống mà quay về nền đó, độ tin cậy cao hơn này, nó gãy xuống quay về nền tích lũy tiếp, thì đó là cái trạng thái tốt. Hay tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác đó. Nhìn chung thì khi mà đánh giá sơ qua như vậy thì anh chị cũng sẽ nhìn nhận được cái vấn đề về về hỗ trợ về kháng cự hiện tại của nó. Và cái vùng kháng cự hiện tại của con DG là cũng quanh giá tầm là 34.5 anh chị ha. Rồi, tiếp theo là với một số cổ phiếu khác ở trong bất động sản thì mình nói sơ qua, ví dụ như là gì? Đây. Một số công ty như là con KDH này thì ngày hôm nay cũng test lại tương đối tốt cái lượng cung cầu, khi mà cái lượng cung ngoài là không nhiều. Thanh khoản ngày hôm nay cũng hơn 1 triệu nhưng mà nó cũng duy trì được cái mức giá tương đối tốt và cũng không tốn quá nhiều lực. Hay là nhiều cổ phiếu khác thì KBC thì ngày hôm nay cũng bật lại rồi. KBC thì như em nói là lợi nhuận chính chủ yếu nó phụ thuộc nhiều vào cái quý 2, quý 3 sắp tới, cũng như là năm tới khi mà nó ghi nhận một số những cái dự án bắt đầu vào lợi nhuận rồi. Và mình theo dõi thêm cho em cái cổ phiếu này. Nhìn chung đối với em KBC thì vẫn tốt thôi, và nó vẫn sẽ được kỳ vọng rất nhiều khi mà cái dòng vốn FDI nó mở cửa trở lại với Việt Nam.
Ri cũng là một cổ phiếu như thế này, rất là nhiều cổ phiếu rồi. Nên chị theo dõi, chúng ta theo dõi kỹ á, ở phía sau này để mình dễ dàng trao đổi hơn. Rồi, đó là về đó chúng ta nói sơ về một số nhóm ngành rồi đúng không? Thì bây giờ mình nói một tí về dầu khí đi. Dầu khí ngày hôm nay có thể tiếp diễn cái đà tăng của nó, một phần là do giá dầu đang tiếp tục tăng kỷ lục. Tối ngày hôm qua OPEC mà mở cuộc họp của mình và ông vẫn thông qua một cái nghị quyết ban đầu, đó chính là tăng cái sản lượng thùng dầu lên khoảng 400. Nhìn chung thì theo cá nhân em thì nó cũng nhìn chung là cái việc tăng cung ấy, thì chắc chắn là sẽ tác động tới giá dầu rồi. Nhưng mà ở đây tại sao giá dầu lại tăng? Bởi vì cơ bản là gì? Họ thấy được. Cái vấn đề là cái hiện tại cái lượng cầu ở trên thị trường đang rất là lớn. Và so với cung thì trong bối cảnh mà nếu mà họ không không có gì không có tăng sản lượng lên thì giá thép sẽ tăng rất là nhanh. Khi giá thép tăng nhanh như vậy thì sẽ buộc nhiều doanh nghiệp đôi khi phải đóng cửa lại. Bởi vì rất là khó duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh này. Cũng như là cái nguyên vật liệu đầu vào họ tăng lên nữa, nó sẽ khiến rất là nhiều khó khăn. Tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác để mình đánh giá qua. Nhìn chung thì đối với em thì nhóm dầu khí là một nhóm mang tính đầu cơ cao, nên khi chị tham gia thì chị cũng lưu ý cho em ha cái vấn đề đó. Tức là sẽ khó thiên về dạng hướng đầu tư rồi, chị buộc có thể là nghiên cứu theo đầu cơ là nhiều thôi. Ví dụ như là con BSR thì kháng cự hiện tại này, quanh giá đâu đó tầm là 27.8 này, thì mình theo dõi theo cái nhịp phía sau này, mình xem vẫn thế nào. Tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác thì có là BVS này, BVT này, BVD này. Đa phần đều đang test là đỉnh thôi. Như BVD ngày hôm nay bật tốt hơn, nhưng BVS thì ngày hôm nay cũng đang test là đỉnh cũ trước đó này và gặp cái vùng kháng cự đục, cái vùng kháng cự đỉnh cũ đó, nên chị cũng sẽ lưu ý thêm ha. Rồi. Tiếp theo là với nhiều cái doanh nghiệp khác ở trong nhóm này thì mình nói sơ qua những nhóm cổ phiếu đại diện thôi. Rồi tiếp theo là với một số những cổ phiếu khác ở nhóm khu công nghiệp đi. Khu công nghiệp thì ngày hôm nay mình nói qua KBC rồi đúng không? Chúng ta có gì EGC này, những cổ phiếu mà đang phải đánh giá cũng tương đối tốt khi mà cái lượng cầu đó cũng đang tương đối là cạn rồi. Tại sao cầu lại cạn? Mình thấy được những cái nến liên quan tới no demand, cũng như là no supply này. Những cái nến giảm thế này mà khối lượng rất là thấp, cũng cho thấy được cái cầu tương đối là tốt. Tiếp theo là với một số doanh nghiệp khác như ta có là gì về mảng khu công nghiệp này thì ta có KBC, chúng ta có gì, chúng ta có BHR, chúng ta có GVR vân vân. Ngày hôm nay thì đa phần được tăng điểm tương đối tốt. Đối với em thì khu công nghiệp là một nhóm mà sẽ được hưởng lợi kỳ vọng sau đại dịch, sau đại dịch khá là tốt. Tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác tôi nói qua, ví dụ SJC hiện tại thì cũng đang giữ nền tốt này. SJC thì em nghĩ là với cái nền này thì khả năng đi lên tiếp tục khá là cao, về cơ bản là vẫn đang giữ nền tốt cũng như là rũ bỏ được cái lượng nhà đầu tư cá nhân để bán dài hạn. Chúng ta có nhiều cổ phiếu như là con GVR, IDC vân vân, đó nhiều những cổ phiếu ở trong nhóm công nghiệp, nên khi mà chị tham gia thì sẽ khó khăn rất là nhiều. Tiếp theo là với gì? Tiếp theo là với một số những cái nhóm ngành khác, chúng ta nói qua ví dụ như là về khu nghiệp thì mình nói KBC, SJC này, SJC thì hiện tại cũng đang giữ nền trên thôi. Chúng ta có gì? Chúng ta có BHR là một cổ phiếu mà ta đã xét định giá thì cổ phiếu này vẫn đang ở mức tương đối thấp. Nhưng mà chỉ có điều là nếu anh chị theo dõi trong phiên thì chị sẽ biết được là cổ phiếu này hầu như không có sự tác động từ thanh khoản cổ phiếu là nhiều, không có sự tác động nhiều, nên đó cũng là một trong những rủi ro nhất định với cổ phiếu này. Đó là một số những cái nhóm ngành tiêu biểu, nhìn chung thì mình nói sơ như vậy thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những nhóm ngành khác. Chúng ta đánh giá kỹ là vào dựa vào những nhóm như ngân hàng chứng khoán ngày hôm nay để mình hiểu được bản chất của những cái nhịp retest lại như thế, để chúng ta sẽ không quá hoang mang khi mà thị trường xuất hiện một cái phiên phục hồi với khối lượng thấp, nhưng mà quan trọng cái là quá trình xử lý sau đó như thế nào. Rồi, tiếp theo là với một số doanh nghiệp về thép và dầu khí ngày hôm nay thì lại nghỉ ngơi. Dầu thép ngày hôm nay có Hòa Phát này, Hoa Sen này, Nam Kim, Hoa Sen. Đa phần thì điều chỉnh với khối lượng thấp thôi, thì ví dụ như Hoa Sen ngày hôm nay là giảm hơi mạnh, nó giảm nó phủ nhận đi cái giảm cái tăng điểm ngày hôm trước, nhưng mà về cơ bản thì nó phải không phải là quá xấu khi mà cái lực bán không quá mạnh, nhà cái lực bán ngày hôm nay không quá mạnh, thì đó là cái mình cũng đánh giá rất là cao ở giai đoạn sau này. Rồi, đó là về một số nhóm ngành. Còn về thép thì nó sơ qua ví dụ như Hòa Phát, tự nhiên nói với chị rồi, thép thì vẫn là nhóm mà em kỳ vọng sẽ được hưởng lợi tiếp tục ở trong quý 4 sắp tới khi mà cái giá cầu nhu cầu về hàng hóa rất là nhanh. Thì nhìn chung thì một số doanh nghiệp mà họ đang có được cái tự liệu cái trữ lượng hệ tồn kho giá rẻ tốt thì họ có thể duy trì được cái lợi nhuận tốt hơn khi mà cái giá thành đầu ra nó tăng lên mạnh mẽ như thế này. Còn về cơ bản thì mình có theo dõi thêm cho em với Hòa Phát thôi, em mới đánh giá đây là một doanh nghiệp mà có nền tảng cơ bản tích cực, nó phù hợp thiên về nắm giữ nhiều hơn, bởi vì cái mức độ tăng giá của nó là không quá hấp dẫn đâu. Có nhiều cổ phiếu anh chị vào anh chị nắm giữ khoảng đôi khi là 1-2 tháng, thậm chí là vài tháng thì mới có lợi nhuận được, và cái mức lợi nhuận đôi khi nó cũng sẽ khá là khiêm tốn này. Nên đó là cái mà chị cũng xin nên cân nhắc về các cổ phiếu này. Đối với em thì về cơ bản Hòa Phát cũng là một doanh nghiệp tốt, thì mình theo dõi cái quá trình vận động phía sau thôi. Em kỳ vọng mà nếu mà có một cái nhịp chiết khấu lại hay có một cái nhịp gọi là gì theo dõi được cái tức là chịu cái lực bán á, từ phía các nhà đầu tư thì khi đó mới có thể cân nhắc được với các cổ phiếu này. Rồi,
Đó là về tổng quan thị trường một số nhóm ngành. Nhìn chung thì chúng ta đi qua như thế để mình hiểu rõ được cái bản chất cũng như là cái yếu tố dòng tiền bây giờ như thế nào. Thì mình nói sơ qua về những nhóm ngành khác đi. Thì hiện tại là những giai đoạn vừa qua thì thủy sản đã chạy rồi, ngày hôm nay thì dệt may cũng được rịch rồi, thì cho thấy được là cái dòng về xuất nhập khẩu cũng đã được hưởng lợi. Xuất khẩu chúng ta có thể để ý những doanh nghiệp liên quan tới cao su. Giai đoạn sắp tới có thể được cân nhắc nhiều khi mà những cổ phiếu như là DRC cũng nên test lại cái cung cũng tương đối thấp rồi, tức là tương đối là cạn cung rồi. DRI thì cái lực cung này vẫn tương đối nhiều, nhưng mà mình theo dõi cái vùng nền ở đây, cái nền lên quanh giá tầm là 17 chấm ít, 12.3, 12.4, đó là một trong những cái điểm mà có cái lượng cầu đợi giá tốt, thì mình xem những phi tới đó có phải duy trì được ở trên cái vùng này hay không. Dệt may thì ngày hôm nay có con VGT và con GTNG bước điểm lên tốt. Nhìn chung thì VGT hiện tại nó cũng phải chưa hẳn là có thể tạo đáy được ngay, nhưng mà nó đang trong quá trình mà nó loại bỏ những cái nhà đầu tư cá nhân để bám phía trên này. Anh đó là lý do mình theo dõi được với cổ phiếu này thôi. Đối với ngành dệt thì đối với ngành xuất nhập khẩu thì em nghĩ là phụ thuộc nhiều vào cái giá cước, cái giá thành container ở giai đoạn phía sau này. Rồi, đó là một số những cái nhóm ngành. Ngày hôm nay thì nhóm ngành điện, về nhiệt điện cũng đang có mức tăng tương đối thôi. Đa phần những cổ phiếu mà đã tăng mạnh như rồi rồi á thì ngày hôm nay sẽ điều chỉnh lại. Ngày hôm nay sẽ điều chỉnh tương đối là nhiều bởi vì họ sẽ cân nhắc thêm thôi. Tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác cho có năng lượng này. Nhiều doanh nghiệp hiện tại cũng đang giữ nền tốt, ví dụ TTA hiện tại cũng đang có cái nền dài này. Thì chỉ có thể tham gia và chú ý cái nền dài này, mình xem cái nền dài này vận động thế nào, những cái nhịp rơi đen như thế nào. Rồi. Tiếp theo thì với VTB thì nghĩ hiện tại cũng khá là ổn. Trong bối cảnh mà hiện tại là về cái ngành năng lượng á, vì nhu cầu năng lượng đang tăng cao bởi vì cái giá thành đầu vào nó tăng. Thì khi mà giá khí đầu vào tăng thì chắc chắn buộc cái câu chuyện là về giá đầu ra của doanh nghiệp về điện nước ở Trung Quốc hay là ở Hàn Quốc giai đoạn vừa rồi họ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là lý do vì sao mà hiện tại thì đánh giá là nhóm này đôi khi nó sẽ không phải là một nhóm tăng trưởng bùng nổ được, nó khá là ổn định. Nhưng mà để nói về câu chuyện là mình theo dõi lâu dài thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái nhóm cổ phiếu mà có thể cân nhắc được về các cổ phiếu này. Rồi, tiếp theo là với nhiều ngành khác dự phân bón ngày hôm nay. Nhiều ngày hôm nay chỉ có AAA là bật lên lại thôi, nhưng mà A thì bật lên cũng không có đồng thuận, tức là cũng bị tán ngược trở lại đó. Nên chị cũng chú ý thêm. A ngày hôm trước bị giữ nền rất là tốt, nhưng mà cái nhịp bắt lên, test lên lại này, mở gap ra nhưng mà khối lượng là không đạt này. Thì xác suất nó bị gãy xuống, lắp lại cái gap khá là cao đấy. Là một số doanh nghiệp liên quan tới phân bón thì hiện tại từ khi mà hưởng lợi từ giá ure thì các cổ phiếu này đã tăng điểm rất là mạnh rồi. Nó có những cái vùng bứt phá rất là tốt, thì đó cũng là một trong những đánh giá rất là cao cổ phiếu này. Nói chung thì đối với em là những doanh nghiệp ví dụ như là về phân bón này hay những doanh nghiệp liên quan tới việc hưởng lợi từ giá chu kỳ thì đánh giá cũng phải tương đối rủi ro thôi. Mình nên theo dõi kỹ càng hơn. Với các cái mã cổ phiếu này mình nắm bắt tốt nhất ha. Còn về thép thì mình không nói nhiều, thép thì đa phần thì đang hoạt động tốt thôi. Thép thì hiện tại chỉ có Hòa Phát thôi là hiện tại chưa chạy nhiều so với Nam Kim và Hoa Sen, đa phần đã vượt đỉnh cũ rồi. Chị ha. Còn về thương mại thì nhìn chung thì hiện tại chúng ta thấy được là cái quá trình vận động ở phía sau này, ví dụ doanh nghiệp liên quan tới bán lẻ này, ta có MWG, DG World. Hiện tại thì những doanh nghiệp đang giữ giá rất là tốt so với cái vùng nền giá của nó, đó là một trong cái mà đánh giá rất là cao ở giai đoạn phía sau này. Rồi, tiếp theo là với nhiều doanh nghiệp khác thì chúng ta đi qua như vậy để mình hiểu được bản chất cũng như là hiểu được cái tính chất dòng tiền ở đây thôi. Ví dụ VHC hiện tại thì vẫn là một doanh nghiệp mà có nền tảng cơ bản rất là tốt này. Thì nếu mà chị mà chúng ta theo dõi VHC ở giai đoạn phía sau này mà có thể cân nhắc mình giải ngân được với cổ phiếu này đó, hay là những doanh nghiệp như là MBC, ANV vân, thì đó đều là những doanh nghiệp mà chúng ta sẽ cần theo dõi thêm. Vì thật ra em kỳ vọng cũng khá là nhiều vào cái nhóm thủy sản ở giai đoạn phía sau này, cũng như là về nhóm xuất nhập khẩu đấy, ví dụ về gỗ này, cái xuất nhập khẩu gỗ cũng nên quan tâm rất là nhiều. Rồi, đó là một số chia sẻ của em về đầu tư công. Thì hiện tại chỉ có thể chú ý như là BLC thôi. BLC tại sao phải chú ý? Bởi vì cổ phiếu này mới vừa gãy nền, nhưng cổ phiếu mới vừa gãy nền thì đánh giá rất là cao. Tiếp theo là với vận động chung của nhiều cổ phiếu khác hiện tại cũng đang khá là gì, đang duy trì ở trong trạng thái sideways đó. Thì mình theo dõi thêm cho em. Rồi, thì đó là về một số nhóm ngành mình đi sơ qua như vậy. Ví dụ là về dầu khí hiện tại là có BSR này. Đa phần những cổ phiếu dầu khí ngày qua bật rất là tốt khi mà có những thông tin liên quan tới việc bật rất là tốt. Khi mà có những thông tin liên quan tới OPEC thì giá dầu nó tăng rất là nhanh. Đó là một trong những cái tiền đề mà em nghĩ nó phụ thuộc nhiều vào cái câu chuyện phía sau. Tức là nếu mà xét về giá thì những cổ phiếu này nó tăng nhanh, đang xen phụ thuộc rất là nhiều vào những câu chuyện sau đó. Thế nên cái độ rủi ro của nó nhìn chung ở mức tương đối, nó tương đối là cao. Rồi. Tiếp theo thì mình nói sơ một xíu về những doanh nghiệp khác, một số doanh nghiệp như bán lẻ về công nghệ v.v. Thì mình theo dõi thêm sau nha. Rồi, đó là về thị trường và một số chia sẻ của em. Thì nói chung là khi mà đánh giá sơ như vậy để mình hiểu được hiện tại dòng tiền nó vẫn còn len lỏi. Ví dụ ngày hôm nay dòng tiền nó quay về ngân hàng khi mà nó chốt lời dần một số những cổ phiếu khác. Một số những cái những cổ phiếu khác để có thể là gì?
À, theo dõi dễ dàng hơn di động phía sau rồi. À, thì nhìn chung thì nếu anh chị hiện tại đang xem video, nếu thấy video hữu ích có thể là bấm like video, hay subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký nha. À, bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng để thông tin liên hệ là Zalo, số điện thoại. Nên nếu anh chị nào muốn đồng hành cùng em ở trong khách hàng có thể là kết bạn Zalo với em hoặc kết bạn Zalo với lại trợ lý của em. À, cảm ơn chị rất là nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ kênh. À, xin chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. À, chúc anh chị buổi tối tốt lành.